OK, chào các em, đây là anh Tài trở lại. OK, anh mới thâu xong cái video anh nói Ngọc ví dụ mà gì đó, ví dụ cũng mình ta nói mình biết rồi hay mình làm rồi thì mình chỉ ừa cho rồi, cho nó dễ hơn, nó giá trị nó cao hơn. OK. Sao anh tính mở cửa anh sắp sửa đi vậy? Rồi sao anh để ý rằng là cái lời nói của anh đó nó có ảnh hưởng cảm xúc của em không? Không. OK. Không. Có thể là ở trong đầu của em á, nó không, nó nói rằng là nó không, cảm xúc của em không bị ảnh hưởng đúng không? Đã. Em không bị tự ái hay mặc cảm hay là gì không? Mà anh thấy rõ ràng á là cái thân thể của em á, với cái khuôn mặt của em, với cái thân thể của em nó bị ảnh hưởng. Anh mới quay đầu lại chứ, kêu em mở cái video trở lại đúng không? Để anh thâu trở lại. Thì á, anh muốn dùng cái câu hỏi này đúng không? Đã. Là em phải để ý rằng đó, là ngoài đời đó, cũng mình làm cái gì đó đúng không? Mà có người ta chỉnh sửa mình đó. Đã. Mình có thể một á là mình phản ứng, mình bị tự ái, mình bị mặc cảm, xong mình bị cái tôi mình nó nổi lên, hay mình tức giận, hay bực mình, hay mình ghét cái người đó. Cái thứ hai đó không là mình phải đặt câu hỏi, ô cái người này đó, cái ý của họ thiệt tình đó muốn giúp cho mình đó ăn nói giỏi hơn, làm người đàn ông mạnh mẽ hơn, hay là họ nói như vậy để cho là họ hạ cái giá trị của bản thân mình, họ hạ cái địa vị mình. Thì em nghĩ là anh đang làm cái nào? Anh đang giúp em tăng cái khả năng ăn nói, tăng cái giá trị của mình lên. Làm cho người đàn ông mạnh mẽ thêm, phải không? Đã, OK. Đúng rồi. Thì mình nên mừng cái vấn đề đó. Mình không nên, người ta nói xấu mình hay là nói tốt mình đó không? Mình gắng tập luyện đó không? Là tránh khỏi đó, để cái lời nói đó không? Của bất cứ ai đó, ảnh hưởng cảm xúc của mình hay là cái hành động, cái tôi của mình. Vâng. Phải không? Như của mình mới thâu xong cái video đó, em tắt em bỏ cái video, cái camera xuống đó, anh để ý rằng là em giống như em bị. Trên mặt của em thế à? Mà cái thân thể của em, nguyên cái thân thể của em chứ không phải là cái mặt của em, mà nguyên cái thân thể của em giống như nó. Thì em nghĩ là em có để cái lời nói của anh hay cái hành động của anh nó ảnh hưởng cái cảm xúc hay là cái tôi của em hay là cái nó ảnh hưởng cảm xúc của em không? Cái đấy là có đấy. Mình tập luyện á, đừng có để gì xảy ra. Dạ vâng. Em hiểu chưa? Dạ vâng. OK, bây giờ anh biết anh đang cầm cái máy quay phim này bây giờ không? Mà em tự giám sát cái cảm xúc của em, cái tôi của em, cái bản thân của em ấy. Là liền bây giờ đó em có bị cái lời nói của anh nó ảnh hưởng em không? Nếu nói thật lòng thì liền bây giờ là hiện đại nè. Nói thật lòng thì em không. OK. Nói thật lòng luôn. Thì cái đó thì anh tin. Dạ vâng. Liền bây giờ thì anh tin. Dạ vâng. OK, liền bây giờ thì anh tin. Dạ. Còn hồi nãy đó anh không tin. Em hiểu không? Vâng. Bởi vì đây là rất là quan trọng đúng không? Mình gặp, mỗi lần mình gặp người ta cái mình bị cái lời nói của người ta nó ảnh hưởng cái cảm xúc của mình đúng không? Đã. Thì chừng nào mình mới vượt lên được, chừng nào mình mới làm người đàn ông mạnh mẽ được. Đã. Bởi đó là cái đầu tiên mà mình gặp ở đời đúng không? Là mình phải gắng tập luyện á, là cái thằng mình không có để cái lời nói của thằng khác á, mình phải kiểm soát cái bản thân mình, lúc nào mình kiểm soát là ồ, có mà mình nghe cái cảm xúc gì trong lòng mình đúng không? Nó vui hay là nó buồn, hay là nó bực mình, hay là nó hài lòng. Cái nào cũng vậy đó, cúp mà mình vui vẻ nó lên phải không? Đã, mình hài lòng nó lên. Đã. Còn xuống mà mình buồn đó, nó xuống. Mình buồn gầu á, nó phiền phức dưới đầu nó xuống, phải không? Nó lên hay nó xuống đó, mình phải để ý. Mình muốn á, cái cảm xúc mình nó là làm sao? Nó trung bình, nó bằng. Nó bằng mà. Hiểu không? Như liền bây giờ mà em nói là cái nhận xét của anh á, cái lời nói của anh nó không ảnh hưởng đến cảm xúc của em liền bây giờ đó, thì đó anh tin. Còn hồi nãy đó anh không tin. Không. Thì một cái không nó nguy hiểm đó không là cũng mà em ra ngoài đời đó, như thí dụ như cái thằng nào nó muốn chơi xấu với em đi. Đã. Mà nó thấy em bị ảnh hưởng gì đó không, nó làm gì? Nó càng tấn công mình tiếp. Đúng rồi, nó tấn công thêm, nó biết ồ rồi đó. Đã. Thằng Ngọc đó không, mình muốn chơi nó ngay không, mình nói cái lời nói cái ha, nó bị tự ái, nó bị cảm xúc lại. Không, như em không ngăn đi, em có cái gì đó, cái IQ không, cái điểm mà đó trí óc của em đó là tới 130 đi. Xong cái của anh ấy chỉ có 100 đi. Anh rất là ngu nghe em phải không? Mà anh biết là anh nói là nói là cái 130 của em ấy, nó giảm xuống chỉ còn có 90 thôi. Nó mau gì đó. Không? Bởi vì á mình ra ngoài đường đó, anh nói hoài không? Đừng có để cái lời nói hay cái hành động của người khác đó ảnh hưởng cảm xúc của mình, cái tôi của mình, cái mặc cảm của mình. Em mà để cái lời nói của bất cứ người nào á mà ảnh hưởng cái tôi của em, cảm xúc của em á, không? Em khó mà vượt lên được. Rất là khó. Em khó làm được cái chuyện gì lớn lắm. Đã. OK. Rồi. Mình ngưng em đây.